cũng là tổ công an thì với lá cờ truyền thống vẻ vang, công an nhân dân Việt Nam trung thành với đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lá cờ đã thấm máu đào của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ, là biểu trưng cho những chiến công oanh liệt của lực lượng công an nhân dân, luôn nhắc nhở học viên phát huy truyền thống tích cực luyện rèn, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đang tiến qua lễ đài là khối sĩ quan đại diện cho cán bộ quản lý huấn luyện viên trực tiếp làm công tác hướng dẫn giảng dạy. Với phương châm rèn cán như rèn binh, rèn mình như rèn chiến sĩ, mỗi cán bộ chức từng nhiệm vụ được giao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó ngại khổ, hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện. Trải qua hơn 4 tháng rèn luyện tại môi trường quân địa vũ trang chiến đấu tập trung, các học viên của đại đội 1 đã tận dụng về nhiều ngành cơ vũ, võ thuật, ý chí của công an nhân dân, không quản ngại khó khăn vất vả, hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện. Kết thúc khóa huấn luyện, tập thể đại đội 1 có một cá nhân được bộ tư lệnh tặng giấy khen, hai cá nhân được đoàn huấn luyện bộ tư lệnh tặng giấy khen và nhiều thành tích khác. Võ thuật. Thông qua chương trình học tập, các đồng chí học viên đã rèn luyện cho mình tư thế, lễ tiết, tác phong trong sinh hoạt, học tập, chiến đấu của lực lượng vũ trang. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 76% đạt khá, giỏi. Đang tiến sĩ là 4 học viên nữ mang súng MP5A3, đang tiến sĩ 129 học viên nữ huấn luyện đầu khóa năm học 2019-2020. Đây là những đoàn viên thanh niên của trường còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết, vừa được đến nhà trường trải qua hơn 4 tháng huấn luyện trong điều kiện ăn ở sinh hoạt học tập còn nhiều hạn chế, song với tinh thần vượt nắng thắng mưa xây dựng học tập đoàn kết thân ái, các đồng chí học viên nữ đã nỗ lực học tập rèn luyện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu học tập rèn luyện đề ra. Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên được đoàn viên bộ tư lệnh tặng giấy khen, 10 học viên được hội phụ nữ bộ tư lệnh tặng giấy khen. Đang tiến qua lễ đài là khối tân sinh viên được tuyên chiến về đại đội 3. Quá trình học tập đòi hỏi các học viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm quy trình công tác, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Kết quả kiểm tra môn học 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi. Đang tiến qua lễ đài là khối tân sinh viên được quy chế về đại bốn. Trong thời gian qua, các đồng chí học viên thuộc đại bốn không ngừng ra sức thi đua học tập rèn luyện, luôn chấp hành nghiêm nội bộ chế độ sinh hoạt trong ngày, điều lệnh công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện, đã có 2 đồng chí được bộ tư lệnh tặng giấy khen, 2 đồng chí được đoàn huấn luyện bộ tư lệnh tặng giấy khen, nhiều đồng chí được chỉ huy các cấp khen ngợi đánh giá cao. Tiếp theo, đang tiến qua lễ đài là khối tân sinh viên được tuyên chiến về đại đội 5. Đây là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong các phong trào rèn luyện và học tập. Ngoài thời gian học chính khóa, các đồng chí học viên thuộc đại đội 5 luôn nêu cao tinh thần tự giác, tự học, tự rèn ngoài giờ. Kết quả kiểm tra các nội dung điều lệnh, quân sự, võ thuật của các đồng chí trong đại đội đều đạt khá, giỏi. Có 2 đồng chí đạt 5/10 nội dung bắn súng. Đặc biệt, 100% học viên thi các nội dung chiến sĩ công an thuật đều đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi. Trải qua hơn 4 tháng huấn luyện, các đồng chí học viên đại đội 6 không những tuân thủ quy luật mà còn nắm chắc các nội dung cơ bản về nghiệp vụ cảnh sát cơ động. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa sang sức học tập, tập thể đại đội 6 là một trong những đại đội dẫn đầu về phong trào thi đua với kết quả cụ thể, đạt giải nhất tập thể, giải nhất hội thi phong trào vượt nắng mừng xuân canh tí năm 2020. Đang tiến qua lễ đài là khối tân sinh viên được biên chế về đại đội 7 mang gậy tôm pha, lá chắn. Đây là những công cụ đặc biệt thiết yếu, hữu hiệu, tăng cường cho chiến sĩ cảnh sát cơ động và đội hình chiến đấu khả năng phòng thủ, trấn áp khi thực hiện nhiệm vụ giải tán đám đông, biểu tình, gây rối bất hợp pháp. Đây là môn học nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát cơ động nói chung và khóa huấn luyện nói riêng. Kết quả kiểm tra môn học 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi. Đang tiến qua lễ đài là khối tân sinh viên được biên chế về đại đội 8. Trong hơn 4 tháng huấn luyện,
các phóng viên thuộc đại đội 8 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong tự học tự rèn, tham gia nhiệt tình sôi nổi của các phong trào thi đua, được chỉ huy lãnh đạo các cấp ghi nhận biểu dương khen thưởng. Cụ thể có 2 đồng chí được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng giấy khen, 3 đồng chí được Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh tặng giấy khen và một số thành tích trong đợt tham gia chương trình phát sáng ước mơ tuổi trẻ công an nhân dân do Đoàn Bộ Công an tổ chức tại đơn vị. Đang tiến qua lễ đài là khối tân sinh viên được biên chế về đại đội 9, mang dùi cui, lá chắn và áo chống va đập. Trong suốt quá trình huấn luyện, đơn vị đại đội 9 luôn là đơn vị tiên phong trong mọi hoạt động. Lấy phương châm học kỹ, nhớ lâu, hiểu sâu, vận dụng vào thực tế công tác, phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện khóa học. Kết thúc khóa học, có 2 đồng chí được Bộ Tư lệnh tặng giấy khen, 2 đồng chí được Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh tặng giấy khen và nhiều đồng chí được chỉ huy các cấp khen ngợi.